Anh em nhá, hôm nay mình lại tiếp tục đi xem váy nhá. Trời hôm nay mưa mưa, không biết là có hàng không. Mới leo đến đỉnh đồi anh em ạ. Anh em cùng mình đi xem là hôm nay có thành phẩm gì nhá. Ôi trời, sắp đến váy à. Xem cái váy này nhá. Ui chúng con chàng ghê. Cái đường con sóc đi. Chàng mấy chúng con nữa. Đây nhé, gỡ nó đó. Mấy này đều còn chim anh em ạ. Mấy còn thành không ạ. Ôi, ông ăn một nửa rồi anh em ạ. Con chim đầu vàng. Kể nhé, gỡ nó mà tiếp tục đi. Tiếp tục bẫy này lại được hàng anh em ạ. Đây một con, lại tiếp tục một con chàng ghê. Con sóc khôi nha anh em nha. Đây nè, chắc không mới vào thôi nhưng mà chết mất rồi. Sợ nhất là ong anh em ạ mùa này, bởi vì còn có nhiều ong lắm. Ô con này đúng mới vào, còn quá là ấm anh em ạ, còn ấm cúng luôn, mềm nhún đây. Đây này, nếu mà nó trúng lâu thì nó cứng đờ. Ô, hàng tươi rồi. Con thứ hai nhá, con này bây giờ mình gỡ nó nhá. Mình vừa đặt xong bẫy nhá anh em nhá. Thì anh giờ lại tiếp tục đi xem còn được con nào không. Được hai con chàng ghẻ với một con chim. Đang thăm thì đương nhiên mưa phùn ra. Đấy có một bẫy nhá. Ui, mình thấy có ong bay ở đây à. Có ong bay chắc có hàng gì đấy. Ôi, một con chim. Một con chim nhưng mà ong sơi nó sạch đi anh em ạ. Đây này, không còn một cái gì luôn này. Trời ơi, sợ nhất là ong này. Nhưng mà nó sơi sạch sạch. Còn không biết chim gì đây này. Chắc là con chim vàng này, anh em ạ. Bây giờ mình đặt lại bẫy và tiếp tục đi nhé. Mình phát hiện bẫy này lại bật nhá. Nhưng mà có ong ra bầu. Ôi trời ơi, có hai con ong ở đây. Bữa đập để nó chạy đi, không nó đốt, trước bị đốt một lần. Còn dính chim. Vẫn là chim vàng nhé. Ôi dồi ôi, thối hết rồi. Cái có một ngày thôi mà. Ôi, gỡ nó nhá anh em nhé. Phản cảm quá. Bên này lại bật anh em ạ. Đây, lại bật này nhá. Đây này, có khi làm qua bật đấy. Chưa thấy bẫy ở đâu.
bàn đạp này cũng không thấy. Kéo ở đâu ấy nhỉ? Đây cái bàn đạp đây. Bàn đạp nó xuống đến đây anh em ạ. Đây. Đây. Bé trên kia nhé. Còn không thấy con gì đâu nhỉ. Mình cứ kiếm xem nào. Không vào con gì nhỉ. Bấy thì không thấy. Ôi. Người ta đập của mình đi thôi anh em ạ. Đây cái bẫy của mình đây này. Đây nhá. Ô hàng khủng rồi. Chó chết luôn này. Bị người ta đập đi. Chứ không phải vào hàng gì đâu. Anh em đi rừng có ghét cái món này. Méo hết cả kẹp nè. Trời. Cái này không nắn được rồi. Vứt đi. Chịu chết bọn này. Cùng nhau đi kiếm ăn mà. Có vẻ nó khó khăn quá. Rồi mình làm dừng video nhé. Tiếp tục xem bấy này. Bấy này lấy được em chim mà. Cứ tưởng cái luồng này nó phá sạch anh. Hôm nay chắc không mới vào. Ôi dồi ôi, ông ăn hết cái bộ ngực này anh em ạ. Ok nhé. Mình đánh xong lại tiếp tục xuống cái khu này xem. Sợ người ta phá rồi. Cái bẫy này lại bật anh em ạ. Bật tiếp tục nhé. Không biết chúng con gì đây. Để cái bàn đạp của nó đây nhá. Ô bấy đây. Kéo xuống đây. Ui. Bạc má anh. Dính bạc má. Ui dồi. Ui dồi đúng bạc má anh em ạ. Đó, nó quấy chỗ này. Chắc hôm qua vào con này. Vừa đây được con chim đây. Chắc hôm qua vào rồi. Yếu lắm rồi. Không thấy giấy đi nào. Đẹp khá cao anh em. Con này chắc phải kẹp gần đến chim của nó. Ôi kẹp cao quá. Gầy hết anh em. Con này không bằng con hôm nọ nữa. Củ vẫn bằng khè đấy. Nhưng mà chẳng qua là nó gầy đấy. Con này vẫn là con đực nha. Không biết là hôm qua chúng hay là hôm nay đây. Nó đòi cắn. Thôi bây giờ mình xử lý nó nhanh và tiếp tục đi nhé. Kẹp khá cả. Bởi vì mình đào lỗ nó sâu quá. Rồi nhé. Tiếp tục cứ nó. Tiếp tục đi nhanh em nhé. Rồi, con này ở trong này nhé. Không biết con gì nó bới ở đây này. Ô, ở đây là một bẫy lại bật. Hít. Lại được một con.
Ôi dồi. Tuyệt vời quá anh em ơi. Đây này. Ôi. Dính hai con gần nhau. Ô con này béo rồi. Yo. Hàng khủng anh em ơi. Hàng khủng rồi con này á. Sao con này nó béo thế nhỉ? Đây này. Đi anh em nghĩ mình lừa. Đúng hai con dính gần nhau. Đây. Mình móc hẳn ra cho anh em xem nhé. Chắc một con đực. Con này vừa bắt vào túi là con đực nhé. Anh em đừng có nghĩ mình lừa nhé. Tai nghe không bằng mắt thấy. Cho anh em xem. Đây nhá. Vừa mình cho vào cái bao trắng. Cũng giờ cũng là cái bao trắng nhá. Anh em có thể nghe. Làm gì có con chuột nào mà nó phì phò như này. Đúng gần nhau luôn. Đây con này đây. Ui, bây giờ mình đúng. Ui giời. Con này béo lắm anh em ạ. Con này ôi vẫn là con đực. Nhưng mà sao con này nó béo thế nhỉ. Ui giời ơi. Con này là đực nhá. Nhưng mà con này béo hơn con này. Con trong bao này này. Ui giời ơi phê thật. Bấy ở trên với bấy ở dưới dính gần nhau luôn. Ui con này chắc hơn cần. Tầm cần 2 anh em ạ. Con này. Nhìn con. Nhìn con này nó tiết ra cái chất độc của nó này. Nói chất độc thì anh em không cảm. Nhưng mà đúng rồi. Quá là hôi cái mùi này. Chắc là nó dụ con đực này ra đấy. Đâu đều hai con đực nó nhầm. Thôi giờ mình gớ nó thôi anh em ạ. Gớ lại xuống xem con đực con nào nhé. Ôi mày thế nhỉ. Gần nhau luôn. Tiếc là con trong bao nó gầy. Còn con này nó béo tròn như này này. Béo tròn nhá. Kìa nhá. Đứa nó đấy. Giờ vào cái bụi này hơi túi anh em ạ. Ui, mặc má kêu. Ui lại bật. Em thấy con gì không? Kìa này. Nó tối quá anh em ạ. Để hai con bằng má này xuống đó. Chắc nó có cắn nhau chết rồi. Ui có hàng. Hàng này nha. Ui giời con cầy dây anh em ạ. Mình gớt đường vào cây hương. Đây nhá. Hôm nay em ở con cây hương nhá. Nhưng mà trong này nó nhiều bụi nó che. Đâm ra là nó tối anh em ạ. Còn con bạc má hai con kia thì nó ở đây cắn nhau này. Đây này. Đây, quay gần thôi. Giờ chính sách nó căng. Quay thế thôi anh em ạ. Giờ mình gỡ nó nhé. Đây. Kìa nhé. Ngang còn đi thăm. Đi tối mất. Sau còn cây nhá anh em nhé. Đây này. Ăn đầy trắng hết đây. Con bấy này bật trúng con chim nhưng mà. Đây con chim. Gì nó ăn sốc cả con. Còn xương thôi anh em ạ. Chán thế nhỉ. Vẫn là chim vàng nhé. Rồi mình lại tiếp tục đi nhá. Mình đã xé hết bấy anh em ạ. Giờ mình đi về thôi. Trời cũng sắp tối rồi. Hôm nay có thành quả thì quá ok rồi anh em ạ. Được ba con trồn đi. Ok nhé, giờ mình sẽ đi về nhà đây.
Hẹn gặp lại anh em ở clip lần sau nhé.